Xin chào các bạn. Như đã hứa thì hôm nay mình sẽ làm clip room tour về thực hiện căn phòng của mình. À, từ từ, để chốt cửa, không ai vào. Giới thiệu một chút là các bạn đã biết căn phòng ngày trước của mình là căn phòng màu tím hoa lá này nọ, đã được lên báo một hai lần. Nhưng mà đây là căn phòng mới, mình chưa chụp ảnh hay là public hay là cho ai biết. Không phải cho ai biết mà là cho mạng xã hội biết. Tại vì đây là căn phòng mình đã làm hết từ đầu đến cuối. Từ đầu tiên là nghĩ ý tưởng, xong rồi tìm người thiết kế, rồi bắt đầu đi chọn vật liệu này nọ, rồi xong rồi ôi run quá, tự nhiên run. Xong rồi bắt đầu nói chung là duyệt riết, rồi ngồi đợi chờ căn phòng của mình, xong rồi tự tay trả tiền. Mà bình thường thì những việc này là bố mẹ mình sẽ làm từ đầu đến cuối, nên là mình rất là tư huyết. Các bạn bắt đầu chưa? Từ từ để nhiều người xem một chút đã. Các bạn hãy xem qua một vòng. Căn phòng mình thì khá là nhỏ nhắn xinh xắn thôi, nhưng mà ngày trước trông nó bị kiểu thu hẹp lại, còn kiểu quá nhiều đồ nữa. Nhưng bây giờ mình đã biết tiết kiệm diện tích một chút và chỉ để những cái đồ gì mà mình cần thiết thôi. Bắt đầu nhá. Đây là tủ quần áo của mình. Bên trong này thì mình chưa dọn với cả bảy bữa nên là thôi nhá. Đây là một số túi sách của mình mà mình yêu thích. Còn dưới này là đôi bút. Trên này có một chiếc túi mình đã rất là yêu thích, order nó trên mạng. Nhưng mà mình cứ nghĩ nó nhỏ nhỏ xinh xắn lắm, nhưng mà cuối cùng ra ngoài thì nó rất là to như một cái vali vậy, nên nó chỉ được để ở trên này thôi. Đây, ngăn tủ này là ngăn tủ mình thích nhất. Trên này là cái túi sách mà mình hay mang đi để đựng đồ khi quay phim. Đây là ngăn đựng một số mũ to to. Đây là đựng một cái số túi và không biết nữa, ngăn vô danh. Ngăn này là đựng một chiếc vòng cổ mình rất thích nhưng mà chưa đeo bao giờ. Đây là đựng đồng hồ này. Đây là ngăn nước hoa, tổng hợp các loại nước hoa của mình. Mình hay xịt nhất là chai này. Chai này đầu tiên là mình được tặng, xong rồi bị nghiện luôn. Đã mua một chai 100ml nhưng mà đã bị mỏi mất sân bay. Và may mắn là được một người bạn thân tặng cho một chai 50ml nhưng mà cũng được. Đây là chai mình rất yêu thích tại vì thiết kế của nó trông rất là xịn. Ngoài ra mình cũng rất thích chai nước hoa của Victoria's Secret này. Có hai chai, thật là có ba chai nữa nhưng mà một chai đã bị đổ linh láng trong vali, không hiểu vì sao. Đó. Chuyển đến ngăn này. Ngăn này là một số cái chiếc kính cute và các loại khuyên tai các kiểu. Đây. Khuyên tai này mình mới mua được ở Sing, trông rất là kiểu bông bông nhưng mà chưa đeo bao giờ. Đây là một số khuyên nụ. Đó. Tiếp đến một chút mỹ phẩm của mình. Đây là cũng được tầm 70-80% son rồi. Còn lại thì mình hay để ở chỗ studio, là chỗ mình quay clip make up. Đây để 5 son là mình thích nhất, tại vì màu nó rất là dị. Mình sẽ zoom các bạn xem. À, đây là thỏi son Marshmallow, son mà mình đang làm giveaway cho các bạn. Đẹp chưa? Xịn chưa? Rồi hôm nào đó mình sẽ chụp ảnh mình swatch son này cho các bạn xem nhé. Đó. Còn đây là ngăn đựng một số đồ linh tinh mà mình không bày được trên bàn trang điểm. Mặt nạ ngủ nè, primer nè, một số kem nền nè, lotion nè, sữa cọ nè. Đây là ngăn đựng kem nền phấn phủ các kiểu. Rất linh tinh, xếp không một thứ tự nào hết. Đây là ngăn đựng mấy cái cushion. Mình rất thích em này tại vì mình vô cùng yêu thích brown, rất đẹp.
Nhưng mà mấy ngăn này là ngăn mình cứ đựng bừa thôi. Đây là má hồng mà mình khá yêu thích. Hai loại phấn bột, một loại lotion. Đây là đựng mũ, các loại thể loại mũ. Và ngăn này đựng linh tinh, không tên. Đây, tiếp đến hai cái ngăn kéo này. Một ngăn là đựng các loại máy làm tóc, ổ điện, rồi thậm chí có cả bệnh án, tai nghe, bông tẩy trang. Rất linh tinh, lộn xộn. Đúng ra, đáng ra không nên cho các bạn xem. Để ngăn bí hiểm, thần kỳ, chỉ có những người bạn thân của mình biết. Đây, đầu tiên là mình lấy cái hộp đựng nước hoa ra để mình đựng cho xinh. Đó là ngăn mình đựng các có một số ảnh cấp từ hồi cấp 3. Hãy nhìn đi, mình đâu? Mình nè. Còn đây là hộp đựng đồ mình hay làm handmade, hay làm kiểu sổ rồi thiệp thiếc này nọ mà mình hay đi tặng mọi người. Đó. Đựng vào. Còn đây là một số quyển sổ mà mình rồi, cho các bạn xem dần dần. Sổ này là từ hồi cấp 2. Mình hay có sở thích là sưu tầm. Đây, phần 1 là vẽ bậy. Vô cùng đẹp phải không? Đó. Đây là vẽ phố Hàng Đào à? Không nhớ. Chân dung tự họa. Đây. Hình như đây là một trong mấy nàng công chúa Disney. Mình không biết đây là nàng nào, tại vì mình vô cùng yêu thích công chúa Disney. Tại bây giờ vẫn thích. Đây là cái hồi mà mốt chibi đang rộ lên. Cũng đủ nhưng mà không ra. Phần 2 của quyển sách là mình chép giấy than đi. Các bạn biết giấy than không? Từ mấy cái quyển sách mà các thần đồng, mấy cái nhân vật nổi tiếng truyện tranh ấy, mình đã sao chép lại và cứ làm như là mình vẽ. Còn đây, đây là một thời hâm mộ các nhà khoa học. Thực ra là mình đã sưu tầm trên các quyển sách báo nhi đồng và mình cắt ra, nhưng chỉ được một thời gian thôi. Tiếp, phần 3 cuốn sách là những bài văn hay, cũng là copy trên báo nhi đồng. Đấy, mình đã sưu tầm những bài văn hay để tham khảo. Và đoạn nào hay thì là văn mẫu. Đó. Đấy. Xịn chưa? Từ hồi cấp 2 à, khá phải cấp, chứ nói chung là từ hồi cấp 1, cấp 2 thì đấy, nhưng mà vẫn giữ tận bây giờ mới tinh, chứ mà rất là nhiều. À, phần 4 đi hết. Ô. Ảnh nè. Quỳnh Anh 2 tuổi. Thế ra không? Tiếp đến một quyển sách nữa. Đây là quyển sách cô chủ nhiệm hồi lớp 5 của mình tặng và mình vẫn giữ tận bây giờ. Khoản lời chúc của cô luôn. Đây là ảnh hình, nói chung là đây là album ảnh từ lớp mẫu giáo cho đến lớp cho đến cấp 1 hết cấp 1. Mình nè. Chung là rất là nhiều. Từ lớp 1 rồi sinh nhật tổ chức ở lớp này nọ. Ui. Nhưng mà nó bị bung một số rồi. À. Đây, đây là lớp 2. Đấy, nó tết tóc hai bên này, số xấu này. Và mỗi trang mình đều ghi chữ sinh nhật tôi ở bên trên. Đây là hồi mình lớp 2-3 thì đấy. Đã đánh mang đã organ đến đánh cho lớp nghe. Và hát bà bụi phấn. Đó. Chung là rất nhiều. Kể ra thì dài lắm. Nhìn là hơn nét quyển khác. Quyển này là quyển... Ô. Đâu ấy nhỉ? Quyển sổ này là có đợt mình tổ chức thi mini game vẽ tranh. Thì có một bạn đã mang quyển sổ này đến với
bức tranh vẽ mình. Xong rồi hình như là bạn, không biết là bạn để quên hay bạn tặng mình, nhưng mà mình đã cầm về luôn. Thực sự rất đẹp. Này, tranh đó đẹp lắm. Xem còn quyển gì nữa. Nhiều lắm cơ mà nhỉ. Đây, lại một quyển sổ nữa. Hồi bé mình rất nhiều nhật ký. Đây là năm 2009. Mình làm thơ cơ. Nhưng mà thơ không đọc đâu. Nhiều lúc mình còn kể lại một câu chuyện bằng cách tự sự, viết chuyện đó, rồi vẽ nhân vật minh họa. Rất đa dạng phong phú. Một tuổi thơ thật là hỗn loạn. Nhiều lắm. Từ chuyện đi học muộn, rồi có cả thư gửi cho ông già Noel. Nhưng mà thôi, chắc là không nên đọc đâu nhỉ. Ở đây, đọc thử cho các bạn nghe. Đi ông già Noel, con là xin luôn mong muốn gửi cho ông bức thư này đây. Năm 2009, con muốn ông gửi những thứ này cho những người con yêu quý. Đầu tiên là bố mẹ. Con biết con có lỗi với bố mẹ nhiều lắm. Có những lúc con đòi nặng nặc một món quà gì đó, rồi con trách mắng bố mẹ rằng bố mẹ không yêu con mà chỉ yêu tôm. Nhưng lúc đó con buồn lắm, nhưng vẫn có thể thấy trên đôi mắt hằn những đường chân chim chứ không, bố mẹ đang ánh buồn. Bố cười rằng bố yêu cả hai, vậy mà con chỉ nghĩ là an ủi. Giờ còn rất nhiều nữa mong già Noel gửi tới bố mẹ con là xin lỗi những nỗi hôn tình đứa con ích kỷ này. Trời ơi, văn mình hay phết đi chứ. Nhưng mà dài quá, nên nét không đọc nữa. Đây, mình còn tự thiết kế thời trang. Đôi giày Sin Style. Giày Barbie. Chưa, Sin Style. Đây là mảnh vải mình tự thiết kế dựa trên mẫu vải của Burberry. Hết rồi đấy. Hết quyển sổ. À, đây, sổ này mới gọi là hay. Từ hồi cấp 1 mà mình vẫn giữ. Sổ này là tranh sưu tầm Naruto. Nhìn nè, Naruto nè, Sakura nè, Tenten. Mình yêu vô cùng yêu thích bạn này. Tại vì tóc Nacha rất đẹp. Đó, đây là những bức tranh mà mình mua ở ngoài cổng trường. Thì mình dán vào. Đây là mình vẽ lại các nhân vật. Đây là danh sách tên các nhân vật hoạt hình Naruto. Đó, nhân vật chính Naruto thượng đẳng, Hatake Kakashi, Hiat, Gai, Ebushi. Rồi hạ đẳng, trung đẳng, ba người giỏi nhất. Không biết là đúng không nữa. Irukara. Rồi, mạng lắm. Mình đã vẽ lại các bước của thông linh chi thuật. Chị phải không? Đó, đây là tất cả ảnh Naruto mình sưu tầm ở ngoài. Thậm chí đến cuối trang người ta không bán Naruto nữa thì mình dán ảnh của Suruku. Đó, Suruku là hết rồi. Quyển nhật ký thần thánh một thời. À, đây, đây là ngăn mình đựng tất cả các thiệp từ trước đến giờ, từ bé đến giờ mình đã nhận, mình đều để hết ở trong này. Từ thiệp của fan, rồi thiệp của bạn bè, thiệp của những người yêu quý này nọ. Mình sẽ cho bạn. Đây, đây là quyển sách mình mới được nhận trong sinh nhật lần này. Đẹp chưa? Hình như cái này là Uni Serenhe. Đây là mình nghe. Sao mạng có lag nhỉ? Đây, tiếp tục quyển sách này. Đó, lời nói đầu vô cùng dài. Đó, xong các bạn ý đã in từng bức ảnh một vô cùng là công phu. Mình rất thích quyển sách này. Em yên tâm đi, chị sẽ giữ đến cuối đời. Tiếp, đây là một bạn vẽ tranh mình trong mini game mà mình vẫn giữ. Đây là băng dính ngày trước mình treo lên tường phòng cũ, nhưng bây giờ thì hết chỗ treo rồi. Rất nhiều thiệp hay. Để mình xem. Mình sẽ chọn một số các thiệp ấn tượng để khoe mọi người. Đẹp chưa? Mình rất thích và giữ rất kỹ mấy cái thiệp mà handmade như này. Thậm chí có một bạn còn làm hẳn quà tặng bất ngờ. Đó, vô cùng công phu. Á, rất cái gì á?
Nhìn nè. Đấy. À, thôi. Không động vào nữa. Sợ hỏng mất. Con thiệp gì hay nhỉ? Nhiều lắm, nhiều lắm. Thậm chí có một số bạn còn thiệp gửi giấy ô ly cho mình. Đó. Rất đáng yêu. Chúng nó quá nhiều thiệp đây. Đọc thì không thể nào mà hết được. Hôm qua để xem có bạn nào nhận được thiệp của mình trong này không. À, rất nhiều thôi mình. Để giữ được những thiệp này thì rất là mất công. Và bao nhiêu lần mình chuyển nhà rồi chuyển phòng mà nó vẫn còn nguyên. Thật là một người con gái kỳ diệu. Nhiều lúc mẹ mình đã bảo là thôi cắt bớt đi con, nhiều thế này giữ làm gì cho hết, thì nào mà trở được những thiệp mới. Nhưng mình vẫn giữ. Sau này đọc lại có cái mà cười. Rồi. À, chiếc vòng này vừa tặng. Vòng có chữ số 02121996. Này. Đây là cái gương toàn thân thần thánh. Ngày trước thì nó màu hồng, nhưng mà mình tiết kiệm đã sơn lại thì màu trắng. Đây là chiếc đàn guitar yêu thích nhưng mà lâu lắm không động vào. Đây cũng là chiếc đàn mình tự mua. Và hem. Đây cũng chính là những triệu cây mình phải đến tận chợ tự chọn, tự mua cây xong rồi nhờ người ta trồng rồi mang về. Có cây này trong khi mình đi sinh đã nở hoa rồi, tuyệt vời. Đây là một số chiếc túi. À, đây là cái loa rất hay. Tivi này thì mẹ tặng. Đàn ukulele. Đây là tủ giày. Thực ra mình chỉ để một số những cái giày mà mình hay đi, hoặc là giày nào mà còn đâu mình vẫn để ở ngoài tủ giày của gia đình. Còn như đây này mình sợ mọi người dẫm đạp lên nên phải cất gọn đây để ngăn giày cao gót. Lúc đầu thì tủ giày này không có trong bản thiết kế, nhưng mình cảm thấy là cần phải nâng niu trân trọng đôi giày này nên đã phải đặt thêm. Đó. Thế thì thể thao trong này. Đây này thậm chí là còn nguyên mát. Hơi bẩn một chút không bẩn. Rồi. Sắp hết phòng rồi đấy. Action, dậy đi em. Dậy đi, gia đình. Chào đi. Hello, mình là Sơn, mình mới tắm xong. Sao anh ngủ mệt ghê. Đây. Đây là đa số những gấu bông ở đây thì đều là quà. Thực ra ngày trước mình kiểu gấu bông kín cả chỗ này, nhưng mà nó quá là bụi bẩn không thể giữ hết được nên là đã chuyển nhượng cho Tôm. Đây là một số tờ báo mà đó là mình kiểu được lên bìa. Bão này mình chụp ảnh lúc mình mới 16 tuổi thôi, nhưng vẫn được là khi tôi 18. Đây là bộ bài tarot kỳ bí, nhưng mình chỉ dùng được một thời gian. Bây giờ thì nằm trên nắp tủ. Mình là fan của bộ truyện Trạng Vạng Nhật Thực Trăng Non này. Thực ra còn một cái quyển cuối là Breaking Down, nhưng mà nó đã ở đâu đấy không biết. Đây, album 3 số 5. Đây là quyển dạy makeup. À, có quyển sách này cũng hay này. Mình vẽ. Đây là một số. Đây, số chuyện mình thích. Đa số là chuyện của Tào Đình. Hơi kiểu buồn bã nhưng mà cũng hay. Đây là quyển sách mà mình tự vẽ. Trời ơi, kỷ niệm cũ. Mình nè. Ủa tâm trạng. Đấy. Xịn chưa. Mình hay vẽ tranh vào lúc buồn. Đây mình vẽ lại những người bạn hồi cấp 3. Đó. Tự vẽ đó. Đây là vẽ hộ nha. Vẽ cho một người bạn khác. Hết rồi. Cắt. Khoe vậy thôi. Quyển sổ này rất êm, khuyến khích
dành cho những bạn nào mà kiểu còn đi học thì khi mà mình dùng quyển sổ này vừa viết được, vẽ được mà nó không bị in sang trang, thậm chí có thể để ngủ vì nó như một cái gối vậy. Cất vào chỗ cũ. Rồi. Có vẻ như là đã hết rồi đấy. À, đuôi dép thần thánh. Hết rồi. Thực ra phòng này thì mới được 99% thôi. Vẫn còn một số như là bức tranh này đáng ra phải treo lên nhưng mình vẫn chưa treo. Hay là ở đây đúng ra sẽ có một sợi dây treo những lá cờ nữa nhưng mà vẫn chưa treo. À, mình đã giới thiệu xong, còn câu hỏi gì nữa không nhỉ? Câu hỏi gì nữa không? Hình như không có câu hỏi gì hết. Dậy đi em. Sườn mồm thối. Mồm vô cùng thối. Quá nhiều răng. Chắc phải đi nhổ răng cho đỡ thối. Sơ. Úi, chạy lại. À, một cái nữa. Cái này mình chưa rõ. Đây. Đây là... Sao cứ quay nhỉ? Đây là một số đồ mình không hết chỗ để nên mình để dưới này. Còn đây là tủ lạnh đựng mặt nạ. Cái này thì mình chưa dám quay vào tại mình lâu. Mình chưa mở ra. Vẫn đi dọn phòng quên mất không dọn cái này. Đẹp máy quá. Đây, các loại mặt nạ. Mình sẽ hay đắp mặt nạ. Các loại mask. Đây, loại mặt nạ mới mà mình đang nghiên cứu, vô cùng thích. Đấy, mặt nạ này cũng thích nè. Three step. Để vào, cho các em yên ổn. Một chút nha, để mình xếp. Bạn thấy phòng mình thế nào ạ? Đủ dùng đúng không? À, còn chưa giới thiệu trên bàn này. Đây. Đây là bông ngoại tai mua trong siêu thị đồng giá của Nhật Bản. Đây là xịt khoáng. Hai cái cây. Đèn này bị cháy. Đây là cái gương mình hay dùng trong clip make up. Đây là một số dưỡng da trước khi đi ngủ của mình. Trước khi đi ngủ thì mình phải bôi từng này bước. À, đây là cái xịt giữ make up không tính để trang. Cất đi. Này, serum mà mình quay trong clip này vô cùng thích. Đây là cọ make up. Trong này là có cả cọ móng tay, đánh mắt, kẻ mắt, chiếc điểm, mascara, kẹp mi, vô cùng nhiều thứ trong này. Các loại mỹ phẩm mà có cái hình dáng dài dài thì mình hay cất ở đây. Không phân biệt, công dụng. Ô bè buồn quá nick. Đợi chút nha. Rồi. Đây là ngăn kéo. Đựng một số đồ linh tinh. Kẹp mi, dưỡng môi, này nó kẹo, tạo khối cũng có. Các loại lens. Và các loại... mascara, cái máy này nọ, chiếc đĩa linh tinh, mình xếp không một, nói chung là nó không theo một công thức gì cả. Nhưng mà cái này thì có. Đây là mình dạo này thì mình rất chăm đánh mắt, đánh màu mắt thì đây là những bảng màu mắt mà mình vô cùng là yêu thích. Đầu tiên, cái này mới nè, Nick bà Smoky, Nick Smoky, vô cùng là mới tinh, sẽ có trong clip mới. Bạn Nick 3 này thì lúc đầu là mình được người tặng quà, nhưng mà mình đã mang đi quay phim rồi để luôn ở chỗ quay đấy rồi mất luôn, nên là khi sang sinh thì mình phải mua lại. Bản này là của Too Faced. Bản này mình rất hay dùng tại vì nó có gầm quá, mình hay dùng
dùng tại vì nó có một số màu khá là công dụng. Để đây cho dễ. Đây. Vô cùng thơm. Mùi sô cô la. Đây. Là bảng của Innie cây. Lúc đầu thì mình sang sinh thì mình chỉ vào Sephora mua thôi, xong đến lúc mà nhìn thấy store của Innie cây, ôi lao vào như một cơn gió vậy. Đó. Đây là cái hộp mà mình thích chọn màu mắt nào thì mình mua thêm cho vào. Để thêm. Màu mắt này sắp lên clip make up rồi đấy. Nghĩa là nếu mà để khô một màu mà để ướt thành một màu khác, kỳ diệu phải không? Mình rất hay thích bảng, mấy bảng màu mà limited. Như bảng này, mình lần đầu tiên mình thấy xong kiểu chết rồi, phải có nó để nó đẹp chưa? Đây là bảng màu mắt đẹp nhất mình từng thấy. Đây là bảng màu mắt đầu tiên mà mình dùng. Lại một bảng limited khác của Urban Decay. Đẹp chưa? Wow. Còn gương nữa này. Cái này khi mà bỏ cái bảng màu ra thì có thể đựng được cả trang sức nữa, vô cùng tiện lợi. Bảng màu mắt này của Tatte. Mình hay đọc là Tatte, nghe hơi quê nhưng mà nó dễ đọc. À, còn một set limited nữa. Rất là khó đặt, nhưng rất vất vả có được. Cái này mình rất thích tại vì cái hãng Tatte còn gọi là Tatte. Đấy, nói chung là về cái thiết kế mẫu mã thì vô cùng là đẹp. Nó còn giống một cái hộp bộ cọ nữa. Xinh phải không? Nhìn này. Đẹp lắm. Ê. Nói chung là mình rất yêu hãng này vì cái gì của nó dùng cũng thích. Còn đây iPad fake. Bây giờ nó là một bảng màu mắt của Sephora. Ủa, sao tầm 14 này. Nét. Đợi mình một chút nha. Rồi. Còn gì nữa không nhỉ? Còn có hộp son của Makeup Forever có tên Green Sim. Nói chung là cũng gần hết rồi đấy. Để mình đọc comment của các bạn xem có gì hay. Màu tím thành màu trắng hết rồi là gì? Màu xám chứ. Chị mua sổ ở đâu? Chị hay đặt sổ handmade của chỗ tờ Du. Trời, cho xem tủ quần áo đi chị. Không cần đâu mà, nhiều mà, bừa lắm. Ngày trước thì chị còn chăm xếp nhưng bây giờ kiểu đi lại nhiều quá, không ở nhà nhiều, mỗi lần chị cầm vali tống vào. Nhiều comment nhiều. Tủ lạnh đấy để đồ ăn vặt được không ạ? Được chứ em. Để gì chả được. Chị đánh đàn đi. Thôi đâu chị ăn bánh thì chưa tập, ngại lắm. Tóc kia là tóc giả chị. Tóc thật đấy. Trời ơi, nhiều quá, không đọc được hết. Nên là để cho các bạn vào sau thì mình lại zoom lại, mình lại tua lại của mình một lần nữa. Đó, đây là ngăn lung linh nhất. Đây
Thêm vào gì chưa giới thiệu không này? Chắc hết rồi. À, lúc mà mình mới làm phòng thì mình sẽ nghĩ là mình chỉ làm cái bàn trang điểm nó tầm kiểu bằng 2/3 của cái này thôi. Nhưng mà tao không ngờ ra ngoài lại to như thế này. Tao khủng khiếp. Lúc mà mình thay đổi phòng, phòng mình thực ra nó chỉ có tầm 13-14m² thôi. Nhưng mà ngày phòng ngày trước thì cái giường nó sẽ chắn giữa căn phòng rồi, nên là khiến trong rất, phòng rất là bé. Nhưng mà từ ngày mình thông minh cho giường sát cửa sổ với từ phòng, nó thừa một chỗ rất là to. Ôi sao nhiều quá nhỉ. Chị cho xem chỗ ngoài cửa sổ đi. Ngoài cửa sổ này, đây là cái gương, à cái kính mà bên ban ngày thì mình sẽ nhìn lên được, mà ban đêm thì sẽ ảnh cái gương. Đấy, thành phố đang lên đèn. Ôi, cửa sổ bẩn quá thôi. Xuyên này. Đã 30 phút rồi, không biết là còn giới thiệu gì nữa không nhỉ? Nói chung là đây là lần đầu tiên mình được tự làm hết mọi thứ như thế này. Nói chung là cảm thấy rất là hạnh phúc và vất vả khi mà mình phải nghĩ ra phòng mình phải làm thế nào cho đẹp, cho to rồi cho nó gọn gàng khi mà quá nhiều đồ như thế. Xong cái lúc mà mình kiểu soạn đồ từ phòng cũ phòng mới chắc mất một ngày, bao nhiêu bao tải cái thùng cát tông luôn ấy. Con gì trên giường? Con sườn em ạ. Đồ thì đa số là mình không mua ngoài, là mình phải đặt xong rồi khi mà về thì phải kiểu sửa chữa từng tí một. Đó. Đẹp hen. Còn câu hỏi gì nữa không? Thì mình tẩy trang rồi đi ngủ. Từ nhá, để mình xem đồ quần nào có khoe được không đã. Thôi không khỏe rồi. Quá nhiều và quá bự à. Chắc là hết tuổi nhỉ. Ôi 6.000 năm người đang xem. Đây là lần đầu tiên clip live của mình mà được nhiều người xem như vậy, mình vô cùng cảm kích. Chị có nhớ lần tham quan cuối cùng thời học sinh của chị không? Có. Lớp 12 hình như là đi bái đính thì phải. Hình như vậy. Chị chuyển nhà hả chị? Không, mà chị vẫn ở đây. Nhưng mà chỉ sửa lại tất cả thôi. Chị ơi cho xem lên ạ. Đây nè. Còn câu hỏi gì nữa không? Chị ở một mình hay ở với bố mẹ thế ạ? Ở với bố mẹ chứ, phải em trai nữa. Và sườn. Ê dậy đi em ơi đi. Con này ngủ rất nhiều. Có một ngày mình mà ngủ đến 12 giờ thì nó cũng ngủ 12 giờ. Nhưng mà mình ngủ từ tầm 2-3 giờ sáng đến 12 giờ thì nó phải ngủ từ 10 giờ tối đến 12 giờ. Xong rồi ăn xong, dậy ăn xong, đi vệ sinh. Vệ sinh xong rồi lại ngủ. Ngủ rồi dậy ăn, chạy bộ mấy vòng, xong rồi lại ngủ. Chung cuộc đời sung sướng và nhàm chán. Những món đồ mà mình giữ lại ở trong phòng này chắc là một là sách báo chuyện, đàn, mấy cái đồ vật linh tinh thì không nói, cái gương, và một cái nữa chính là thùng rác. Đúng là một sám thì chẳng hợp tâm, nhưng mà chắc là không cần. Xong rồi, bây giờ đã kết thúc được chưa thì hát đi ạ, à, rồi ngủ. Không hát em ơi, chán lắm, không ngủ được đâu. Khoe em trai đi chị. Em trai chị đang trong nhà xem tivi nên thôi.
chị thích phòng bây giờ hay là phòng trước kia? Dĩ nhiên là phòng bây giờ rồi, tại vì phòng trước kia thì hồi bé là chỉ nghĩ đến là mẹ ơi con muốn làm phòng màu hồng hoặc là màu tím. Thế là tầm một tháng sau bước vào nhà mới thấy ngay một phòng màu tím, tím từ đầu đến đít, à, tím từ trên xuống dưới. Với cả mình kiểu không phải làm gì cả, tự nhiên lại có một phòng mới rất thích. Nhưng mà hồi bé nên phòng này thì mình phải tự bỏ công sức, tự bỏ tiền túi, tự bỏ kiểu thời gian này nọ ra, nên là đương nhiên là phải biết quý trọng rồi. Thế sao các bạn gọi mình là con điên nhỉ? Có làm gì đâu, chỉ khoe phòng thôi mà. Cho thêm xong đi, giới thiệu lại lần cuối cùng. Lê à. Xong thì các bạn nhớ nha, hãy tham gia giveaway của mình. Và đây chính là 4 thỏi son, à nhập thỏi son có 4 màu. Nó chính là quà tặng của các bạn đó. Để mình mở ra từng thỏi. Lát rồi, đây. Đây là màu mình thích nhất. Màu cam đất. Cam đất phải không? Đúng rồi đấy. Lên trên này thì nó không rõ lắm. Thỏi nam châm. Ish, vô cùng xịn. Đây là màu hồng nè. Như trên này, trên clip thì ánh sáng vàng nên nhìn không rõ lắm. Các bạn thông cảm. Không. Rồi đây mới là màu cam đất. Mình bị mù màu rồi. Đây là màu cam. Nói chung là rất đẹp. Sao nào cũng được, sao nào cũng đẹp. Các bạn hãy tham gia giveaway của mình nha. Thôi, 30 phút, 36 phút nói nhảm đã kết thúc. Tạm biệt các bạn. Nếu mà các bạn muốn mình giới thiệu lại một lần nữa thì hãy xem lại clip. Bye bye. Chúc ngủ ngon nha.